Chương 6. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành. Cho nên lập lại nền nữa, tức là từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép thì chúng ta sẽ làm điều đó. Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau. Nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đựng nhùm, mà xanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ gai góc thì bị bỏ và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt. Hỏi những kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy vẫn còn đương trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đưa đến sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa. Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đang giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng, đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham, và vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều và khiến hậu từ ngươi sanh sản đông thêm. Ấy, Abraham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy rồi mới được điều đã hứa. Người ta thường mượn danh một đấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cãi lẫy điều gì thì lấy lời thề mà định. Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề, hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó. Và về hai điều ấy, Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh là kẻ đã trốn đến nơi nẩn náu mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào như đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchisedec.